Đây, bây giờ mình đang leo từng bậc đá lên nhà ga đi cáp treo đây các bạn. Hơi cao đó, ai mà sức khỏe kém là đi không có nổi nha. Đó, mình lên để thử sức, coi khả năng mình còn leo núi, leo cao được. Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ lên núi Tà Cú du lịch. Thì núi Tà Cú cách Phan Thiết 28 km các bạn về hướng Nam. Chiều cao của núi là 649 m, nhiệt độ trung bình 18 cho đến 22 độ C. Thì núi Tà Cú được nhà nước là phong cho di tích lịch sử cấp quốc gia các bạn. Thì ở trên này là có những cái di tích gồm có là chùa và tượng Phật dài nhất châu Á các bạn, nằm trên núi. Chúng ta sẽ cùng tham quan sau nhé. Mời các bạn mình cùng đi. Đó, các bạn thấy ở dưới đó là thung lũng dân sinh sống ở dưới. Ở đây mình đang đi cáp treo lên núi rồi các bạn. Núi này nó thuộc về Bình Thuận các bạn. Đó, núi này được bảo tồn, xây dựng khu du lịch sinh thái. Xa xa ở phía dưới đó các bạn, đó là người ta trồng, ở nông dân người ta trồng thanh long. Đó, mình thấy những cái cánh đồng thanh long rất là xa. Đó, thanh long bạc ngàn. Đi trên ngọn cây đẹp không các bạn? Đó, quá đẹp. Đó, mình đang đi cáp treo trên ngọn cây, quá đẹp. Đó, lướt qua từng cánh rừng nhỏ ở trên núi Tà Cú. Những loại cây rừng ở đây thì rừng này gồm có loại cây gì nè, tre là chủ yếu này, nhìn thấy tre nè. Đó, cái gì nữa, đủ thứ cây, không biết cây gì. Đa dạng quá, không biết cây gì này, phải kỹ sư lâm nghiệp thì mới biết. Này là không biết cái cây gì. Trời bữa nay trông sáng quá, đẹp quá. Đó, nhìn thấy đẹp không? Xa xa ở trên thì trời mây trắng, trời xanh mây trắng. Ở dưới thì thảm thực vật xanh bạc ngàn. Chúng ta thấy cái cảnh rất là hùng vĩ các bạn, rất là yên bình và mát mẻ, trong lành. Nói về khí hậu thì rất là trong lành, nói rồi và mát mẻ và rất là yên bình. Đó, chim kêu ở đây thì chắc không có dượng, thành ra mình không có đọc tiếp là chim kêu dượng hú. Đúng là chim kêu, chim thì có kêu mà dượng thì không có hú, dượng chắc bị bắt hết rồi không thấy. Nó cây rừng thì ở đây chắc cũng đã khai thác một lần rồi, thành ra không còn cây to, cây thì cũng còn nhỏ nhỏ thôi nhưng mà cũng còn nhiều. Đó, đó đấy, nghe chim kêu không? Đó, hay không? Nó cảnh rất là yên bình. Đó, lên đây tu được á, ai mà chán thế gian, buồn tình gì đó, lên đây là tu. Đó, đẹp ghê, quá đẹp. Bên này nó có một cái kiến, nó mờ. Ở đây không có kiến, nó không có quay bên đó. Đó, cái cây đó cũng to, như cái sao cái gì to. Đó, đẹp không? Cái cảnh này là rất là thích hợp đi du lịch dã ngoại, khám phá hay là phiêu lưu mạo hiểm. Đó, chúng ta đến đây thì muốn leo núi đi bộ thì đi bộ, có đường đi bộ. Còn nếu mà không đủ sức đi bộ thì chúng ta mua vé cáp treo, chúng ta đi cáp treo. Đó, thì nếu các bạn thấy thích thì có một cái thời gian nào rảnh rỗi thì chúng ta đến đây để mà du lịch cho biết, tham quan cho biết. Đó, cảnh vật rất là bình yên và mát mẻ, trong lành. Chim kêu quá trời. Đi với máy nó cà giật cái cáp treo này. Tới giờ mình được ăn trưa rồi, buffet. Bữa nay là được ăn buffet ở trên nhà hàng Thiên Thai. Lên đây, đó, nhà hàng Thiên Thai. Tới giờ trưa rồi, người ta cho mình vô ăn buffet. Ăn buffet mà ăn chay, bữa nay là lên núi ăn chay. Đây có một cái loại cây này. Loại này là loại sung gì mình thấy là lạ nha, cái sung. Trái nhiều chưa? Đây, đường vô nhà hàng Thiên Thai. Nhà hàng Thiên Thai ở trên núi Tà Cú các bạn. Ăn buffet. Đây các bạn, thì mình đã đến nhà hàng và ăn buffet tự lấy ăn. Rồi đây các bạn, mình chỉ lấy hai người lấy bao nhiêu ăn đây, cái nào hết là ăn nữa. Đồ chay không các bạn? Đó, ăn buffet được chay không? Chả giò nè, cà ri chay nè, bánh mì, đậu hũ chiên sả ớt nè. Đậu hũ ki gói lá lốt hay gì đây, cơm chiên nè, vậy là xong. Mình ăn một bữa đơn giản trên núi rồi lại đi chơi tiếp. Thưa các bạn, vào năm 1812-1887, nhà sư Trần Hữu Đức, pháp danh là Thông Ân, đã đến nơi núi Tà Cú này và tu và bốc thuốc trị bệnh cho nhân gian. Thì năm 1880, vua Tự Đức thứ 33 đã Thái Hậu bệnh nặng, ông cho dời nhà sư này ra trị bệnh cho Thái Hậu, nhưng mà nhà sư không đi, đã cho người đệ tử đi thế và trị hết cho Thái Hậu. Thì được vua Tự Đức phong cho nơi đây là tên chùa là Linh Sơn Trường Thọ Tự. Đó, từ đó về sau thì có một cái tên chùa là Linh Sơn Trường Thọ Tự, do nhà sư làm tổ sư khai sáng, đó là nhà sư làm pháp danh là Thông Ân đó các bạn, tên tục đó là Trần Hữu Đức đó. Từ đó thì núi Tà Cú có cái chùa đó, thì tới hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến cái chùa đó để chúng ta chiêm ngưỡng chùa và bái Phật đó. Thì mời các bạn chúng ta cùng đi đến đó để xem và chiêm ngưỡng chùa. Chúng ta sẽ viếng cảnh chùa và bái Phật. Thì trên đoạn đường đi thì hai bên thì ngày xưa ở đây rất là mát, nhưng mà con đường này người ta mới làm đó các bạn, thành ra cũng có là hơi nắng. Chúng ta đi một đoạn khoảng, sau khi chúng ta ăn buffet xong thì mình đi tới đây thì cũng trưa lắm rồi. Đó, cũng là đây các bạn, đây là cổng chùa, cổng chính. Chùa là ở trên thì khắc chữ Hán, ở dưới thì chữ quốc ngữ của chúng ta, mà chữ quốc ngữ chúng ta thì có chút xíu à, thấy không có thấy. Linh Sơn Trường Thọ, Linh Sơn Trường Thọ Tự, phải đọc cho hết là 5 chữ. Thì bây giờ là nếu chúng ta đủ sức khỏe thì chúng ta sẽ leo lên những cái bậc cấp này. Đó, lên tới trên chính điện của chùa Linh Sơn Trường Thọ Tự. Đó, còn nếu chúng ta không đủ sức thì coi như là chúng ta không có duyên hoặc là không có sức thì chúng ta không nên leo. Đó, đây lên đó xa lắm nha các bạn, không biết bao nhiêu bậc đá nhưng mà mình thấy nó rất là cao. Đó, các bạn nhìn thấy không, rất là cao. Đó, xa lắm. Nghi thức tẩy trần, tham quan chùa, lễ Phật. Đó, trước tiên là phải rửa tay, rửa mặt để tẩy bớt cái bụi trần. Đó, đến với chùa viếng Phật. Chào các bạn, bây giờ mình sẽ bắt đầu leo núi lên chùa. Những cái bậc cấp này nó rất là cao, rất là xa nha các bạn. Nếu không đủ sức là không có lên nổi đâu nha. Nếu chúng ta phải chuẩn bị sức khỏe và có thể là chúng ta đi vào cái giờ mát. Giờ này là 12 giờ trưa. Mà tôi cũng là leo lên núi này xem sao, tôi có đủ sức hay không. Còn không đủ sức thì lại phải xuống. Đó, rất là cao. Xem mình có duyên hay không. Nếu có duyên á thì mình đủ sức lên cái bậc này. Đó, lên chính điện. Còn nếu không đủ sức, không có duyên thì lại phải ngồi nghỉ, phải quay trở lại. Nó đi hơi lâu tí thì cũng đi được. Gọi là nghi thức tẩy trần. Mình đã lên tới đích đây, chỗ này là tới nơi rồi đây, đích. Cũng mệt đấy. Đó, một đoạn nữa đang tới chỗ cái chữ tới đích và nhìn xuống dưới. Đó, xa lắm các bạn. Đó, xuống dưới núi xa lắm. Đây là tới rồi, mừng quá. Đây các bạn, đây là bửu tháp của tổ sư khai sơn cái chùa này đấy các bạn. Đây, đây là vị tổ sư đầu tiên lên đây thành lập cái chùa này các bạn, Linh Sơn Trường Thọ. Đây các bạn. Thưa các bạn, đây là bửu tháp của nhà sư thành lập chùa Trường Thọ Tự đây các bạn. Nhà sư pháp danh là Thông Ân. Đây là bửu tháp của nhà sư đầu tiên đã thành lập cái chùa này đấy các bạn. Hôm nay chúng ta lên chùa này, chính điện vẫn còn đang sửa chữa, đang xây dựng, thành ra chưa có gì hết các bạn. Chính điện để trống, các pho tượng thì đang quấn lại. Đó, chưa có hoàn thành, thành ra chúng ta chỉ đi vòng ngoài thôi. Đây là tượng Phật Di Lặc các bạn, ở trên núi Tà Cú. Tượng Phật được điêu khắc ở trong đá, từ cái tảng đá lớn người ta điêu khắc thành một cái tượng Phật lớn như thế này, nằm ở trong vách núi luôn, rất đẹp, ở giữa rừng núi các bạn. Ở xung quanh là rừng. Gọi là bình yên, an nhiên, tự tại ở giữa núi rừng của Tà Cú. Rất đẹp các bạn. rất là bình yên, gọi là thoải mái, gọi là an nhiên tự tại. Đây ở trong quần thể chùa Linh Sơn Trường Thọ này là có một số tượng Phật. Đây là Tam Thế Phật ở phía sau chùa, nhưng mà nó ở trên đỉnh núi các bạn. Chùa thì nó ở phía dưới đó, chúng ta nhìn thấy chùa là ở cái nóc chùa ở phía dưới đó các bạn đó. Rất đẹp. Mình đang đứng ở phía sau chùa, nhưng mà ở trên núi đó, chứ không phải sau chùa mà thấp, cao hơn đó, một mấy chục mét đó. Đây là một cái nóc chùa Linh Sơn Trường Thọ Tự đây các bạn. Mình ở phía sau nhưng mà nhìn ở trên nhìn xuống, ở phía dưới núi là khu vực dân cư người ta ở và trồng thanh long. Còn đây là nóc chùa, mình ở trên ngang với cái nóc chùa phía sau. Tham quan núi Tà Cú đến đây đã hết các bạn. Chào tất cả các bạn, chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy thích thì cho một like, một chia sẻ, một đăng ký. Chân thành cảm ơn các bạn, chào các bạn, bye.